Đức cha Phílip Phê Nguyễn Kim Điền, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1921 tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, thuộc giáo phận Vĩnh Long. Ngài được phong chức linh mục ngày 21 tháng 9 năm 1947. Năm 1949, Ngài đã được giao chức vụ giám đốc chủng viện. Ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII bổ nhiệm Ngài làm giám mục chính tòa tiên khởi của giáo phận Cần Thơ. Ngày 30 tháng 9 năm 1964, Đức Giáo hoàng bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Kim Điền làm tổng giám mục, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Huế. Ngày 11 tháng 3 năm 1968, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Ngày 8 tháng 6 năm 1988, Ngài qua đời tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 67 tuổi, với 41 năm linh mục và 25 năm giám mục. Thi hài của Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền được chuyển về an táng tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế,